Đây là một chiếc súp hơi bát 40 sử dụng từ 220 của 100 anh em nhé. Hàng mới, chính hãng thương hiệu của lưới cao tích và sử dụng một bát 40 anh em nhé. Từ là từ 220 của 100, phải nhấn mạnh từ tất cả anh em để anh em có thể biết. Và mẫu súp này được sử dụng rất là rộng rãi trong karaoke gia đình, hoặc anh em đánh với những phòng hát kinh doanh, anh em có thể sử dụng với những mẫu súp hơi bát 40 như này anh em nhé. Từ 220 100, và đây là những cái xương của nó, đây là cái màng anh em nhé. Tất cả đều hàng mới hết cho anh em có thể sử dụng và chơi đây. Rất chất lượng anh em nhé, rất chất lượng luôn. Về lớp sơn của nó thì sử dụng lớp sơn nhựa sần anh em nhé, lớp sơn nhựa sơn sần này cho anh em. Và những lớp sơn này nó được chống xước, chống bụi, chống nước rất là tốt. Em đã có nhiều cái video mà test cho anh em về những cái lớp sơn như này rồi, đúng không ạ? Thùng vách thì nhìn nó rất là đẹp, rất là chuẩn chỉ cho anh em, vì nó là những hàng nhập nguyên con anh em nhé, những hàng nhập nguyên con. Tiếp theo về thông số của nó thì đó là TVK 15m, trở kháng 8 ohm, công suất từ 500 tới 1200. Thì anh em cần đẩy tối thiểu từ 800 đến 1000W trở lên để anh em chơi anh em nhé. Còn công suất mà để ra tốt nhất thì lên là 1200 đến 1300W cho một kênh 8 ohm của đẩy. Giải tần nó có thể đáp ứng được xuống tới 30Hz lên tiếng súp, nó hứa hẹn là đánh xuống rất sâu và mạnh uy lực cho anh em. Em sẽ bỏ cái này xuống. Từ 220 của 100, nó rất là nặng luôn anh em nhé, rất là nặng. Anh em nhìn những cái từ, những cái bích từ nó rất là dày đúng không ạ? Và bên trong này thì anh em có thể nhìn thấy đó là những cái đường nhện của nó, đúng không ạ? Từ bích từ đấy nó rất là dày nên tiếng súp nó đưa ra rất là mạnh anh em nhé. Từ dày chứ không phải từ mỏng đâu anh em nhé. Những cái từ này mà nó mỏng thì tiếng súp nó anh không được mạnh, không được lực đâu. Nhưng từ dày và cái bích từ nó dày, nó hứa hẹn là những tiếng súp nó rất là ổn áp cho anh em nghe. Giải tần xuống được 30Hz thì anh em không cần phải suy nghĩ lăn tăn gì cả, đúng không ạ? Tiếp theo về màng và gân của cái con súp này thì đều được chống nước anh em nhé, đều được chống nước, những lớp sơn chống nước cho anh em. Và nó khác biệt so với những dòng loa súp trên thị trường là cái màng nó rất là mỏng, nhưng màng nó rất là dày anh em nhé, màng nó rất là dày luôn, và ấn này nó rất là khó và rất là nặng anh em nhé, rất là nặng luôn cho anh em. Vì nó là sử dụng tiếng súp nó đánh rất là mạnh từ, và tiếp theo là cái màng nó phải dày, đánh tiếng súp nó mới mạnh, nó mới căng được, và công suất nó khá là lớn cho anh em chơi, đúng không ạ? Từ 220 100, gân vải 3 lớp, màng và gân thì nó rất là dày và nó rất là nhiều những cái đường gân này cho anh em chơi. Đấy, anh em nhìn những hàng nhập khẩu nguyên con, những cái củ bát nó đã rất là phê rồi. Chất lượng hay không thì nó là củ bát và cái thùng anh em nhé. Nếu như cái thùng này mà nó không được chắc chắn thì anh em đánh những cái củ bát công suất lớn như này thì nó rất hay là bị phè phè ở những cái thùng. Anh em đánh nó ra tiếng súp nó không được sâu, không được lực, không được mạnh anh em nhé. Đây là những cái lưu ý tới tất cả anh em khi mà sử dụng những cái hàng nhập khẩu, nó sẽ khác hoàn toàn so với những hàng gióng hàng giáp. Hàng gióng hàng giáp thì nó không được, cái thùng nó không được chắc chắn đâu. Anh em về đánh một thời gian đấy là nó hay bị cái tiếng phè phè ở thùng, bởi vì nó bị lọt hơi anh em nhé, nó bị lọt hơi. Đấy, nó thùng nó không được chắc chắn, nó không được ke, không được các góc các kiểu như những hàng nhập, đúng không ạ? Nên nó hay bị tình trạng phè và lọt hơi ra ngoài ở những cái góc thành thùng như này. Đấy, còn những cái thùng như hàng nhập này thì không bao giờ có chuyện đó luôn anh em nhé. Không bao giờ có chuyện đó luôn. Đấy, khẳng định anh em là chơi những dòng này nó rất là sướng. Nó thì sử dụng đó là cái lỗ thông hơi mặt đằng trước và dạng súp mặt anh em nhé. Súp mặt và lỗ thông hơi đằng trước. Nó có những cái ốc thừa đây để cho anh em có thể tháo bắt bánh xe như kia. Anh em thì nhìn như kia. Đấy, nó đều có thể lắp bánh xe để anh em có thể di chuyển. Nếu anh em chơi những sâu ngoài trời thì anh em đánh cần phải lắp bánh xe thì nó có thể tháo rời và nó có thể lắp bánh xe cho anh em. Rất là tiện dụng và rất là tiện lợi cho anh em, đúng không ạ? Rất ổn áp. Thùng này thì nó rất là dày anh em nhé. Gỗ này thì nó rất là dày, nó phải tầm đốt ngón tay này. Anh em nhìn nó phải tầm đốt ngón tay anh em nhé. Tầm một đốt ngón tay, gần một đốt ngón tay này. Nó rất là dày với cái thùng này. Rất là chắc chắn anh em nhé. Đấy, thì giá hiện tại là 6.500.000 đồng trên một chiếc loa súp như này. Và một cặp của nó là 13 triệu đồng anh em nhé, 13 triệu đồng trên một cặp. Ốc thì tất cả đều gen xoắn và ốc bắt chìm hết thôi anh em nhé. Đấy, anh em có nhu cầu mua hàng thì có thể liên hệ với bên em qua số này góc dưới màn hình. Nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để xem các video mới nhất anh em nhé. Đây là mẫu súp bát 40 từ 220 100 của lưới cao tích TVK 15m anh em nhé, cho anh em. Và hẹn anh em ở các video clip lần sau.